mini thôi. À, mẹ em làm mấy cái đó. Thank you.
rồi la kìa. Ừ, phải không con? Nhớ múc không? Nhớ múc không? Đây là múc nè. À, ok. Thế rồi, tới chào ông ba con. Chào ông ba. Chào ông ba. Con chào ông ba. Ừ, giỏi quá. Giỏi quá. Đây. Rồi, đi con. Wow. Nè mấy mọi người đứng chụp hình với nó đi. Tới. Em kiếm gì ngủ vậy cha? Tới đây. Đây đứa mà nó chạy lăn lộn ở trong không thấy không? Đây nè, đây nè. Tới đâu là ai tập biết vậy hả? Quấy lại con. Bên này nó đi con này hả? Rồi 6 giờ luôn. Sáng giờ chắc trời rồi mới không? Cái bạn đó không cười. Không, vậy mà không. Nam vô nam. Lai sạch chim luôn. Cười đi con, cười lên. Cười lên nó mới đẹp. Con cười nó đẹp lắm. Xin vô, xin vô. Xin vô con. Làm kiểu làm dáng nọ vô đi. Vô bấm lên, bấm lên. Ồ, cầm vô lên. Đó. Hai là chị Năm về Việt Nam. Hai đứa Phúc Linh và hai đứa con Phúc Linh. Thôi chắc không chưa. Không rồi. Đứa hay nha con, đứa sai là đứa quẩy nít nhé. Mẹ lo giảm hai, tới là hai. Nhưng mà đang đang lấy xe để ăn nè. Bé Minh nè. Dạ nói chung là ngày 15 hay 20 phút mẹ nhớ cái nào. Đứa này lỗi là đứa kia lỗi. Ok nhưng mà Việt kiều người ta lãnh kìa. Kìa tới kìa.
Chúc Linh không? Nhớ chứ. Nhớ. Anh này cũng nhớ
cỡ sống nhớ Trúc Linh Diễm Linh đó bác. Của ông ba để dành cho hai đứa nè. Kẹo. Trời ơi, sô cô la hả? Trời ở đây sô cô la là chuyện bình thường. Có đủ nhỏ rồi. Hai đứa này ngon. Chứ con hút mỡ cho con. Hút mỡ cho con. Hút mỡ cho con. Này nó đưa chị mỡ kẹo chịu. Mà không kêu mỡ nó không cho. Sao không có tình tượng. Ông có phòng ra đây tầm tầm mỡ cho con nghe nó chờ. Bây giờ đưa liền đi cho không. Trời ơi, nó nói quý tức dữ lắm. Sao vậy? Sao vậy? Quý tức dữ lắm. Giàu dữ vậy con. Mẹ mày nói kìa mẹ nó nhìn thấy là mệt. Thôi bắt đầu cũng tội mới. Hai đứa mày nó có làm rồi. Nhưng mà qua đây không có đi chơi được giống như Việt Nam. Rồi bây giờ em bơm trước là tới con. Qua này chơi kia cái khác cái khác. Chơi khác. Thế rồi mà nó mấy đứa này nó dễ. Thấy đồ chơi nó thèm đồ ăn. Hết ăn rồi thấy không? Bỏ búp bê rồi hả? Bỏ búp bê rồi quên búp bê. Nè, nhiều quá đâu biết chơi. Không biết là nặng gì. Đó, Út dạy cho con, Út dạy cho Út không có lấy đâu. Con lấy cái này. Nó nước gì nghèo tiền này đó. Ông Út bơm cho, ông Út bơm cho con chơi. Ở ngoài sân bay mà con hả? Ờ, Út bơm cho. Út bơm cho. Út bơm cho. Út bơm cho. Chừng nào mà nó tới đây mới ăn tiền. Nó bơm mà. Nó muốn bơm. Nó muốn bơm. Nó bơm nó hết. Thằng lắm. Trời ơi, cái món lạnh chưa? Ủa sao? 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 À, cái cảnh này giống như Tết. Đây chết chết rồi. Rồi nổ rồi. Nổ rồi, nổ rồi. Giống như Tết. Làm lại. Ngỡ con la nó nổ đó. Nói ra kìa. Nói ra con trời ơi. Chưa chút xíu nữa, chút xíu nữa con. Cũng cả 20 năm rồi mới gặp lại chút nữa. Ồ, thôi cậu về năm 2001 phải. Ôi,
thấy gì gần hết đó. Bỏ vô mặt cho con nè. Đó, đi chưa? Để cho nó đi. Để nó làm. Nó sung sướng. Thấy nó dọn dẹp cái bàn cái bánh đó, nó dọn dẹp bàn cái bánh qua bên không hết trơn nha. Nó không thèm mỗi ngày gì cái bánh cả gì hết. Không được hết trơn nha anh. Hả? Còn bỏ tay hả? Nó bị sức đó thằng. Hả? Có thể không? Cậu làm rồi, cậu ra cái bỏ đi, bỏ đi. Thấy chị cho nó không? Bác kêu kìa con. Nãy giận cái hai đứa nó ngồi đó là rồi cả ngày luôn đó, nó không có cái này cái hành trình của tao lấy hai này tao có ngồi á nữa hai gì vậy anh cho tao ghế này ghế của con ngồi không nè, ghế của con nè, mày muốn khỏi cho không ngồi này ra trong anh đang quay phim em ạ. Thằng kia tới giận nè. Ô chị con có cái ghế đẹp quá nè bé Minh. Chị hai có cái ghế là sao? Không quan tâm. Mặt đang kìm mà. Ngồi chỗ đó. Này là sao thì chị hai có cái ghế rồi Minh. Mà đang đang á. Đang cố gắng mở. Giống như buồn vậy, đang giận vậy. Đó, nó bắt đầu nó liếc rồi đấy gì vợ. Đó, nó đứng từ đấy nó làm cái quay. Cái ghế đẹp quá, mà đứng quay cái tư thế này luôn nè. Ồ vậy hả? Là đang giận đó hả? Đang giận đó. Ồ. Nãy vô sân bay này cũng đứng kiểu này đứng quay luôn. Đó. 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 Không biết sao nó mua cho nó lại cái thằng bây giờ á kỹ hồi ghế này rồi mà biết thằng em thấy chưa thấy nhất gì chưa đó nó lôi ghế này ra nó đứng ở đây gì nè đi qua đấy lại vậy đó không nói mặt với ai vậy giận rồi đó ha giận rồi đó ngồi đây con một chút. Đó. Cái này nó có cái lưỡi gà hay cái lưỡi gà. Rồi rồi rồi. Lưỡi gà nó có thể là hơi đâu. Có thể là hơi đâu. Tại vì mình phải hơi mệt rồi. Cái bánh kia bài không à bài á. Giỏi. Rồi. Nhất là nó ăn hai uống bên giống lớn của người lớn hắt tóc để là nắm bánh lên cái lên ngọn hắt tóc tỉnh bơ vậy đó, họ muốn tạo kiểu sao tạo vậy đó.
cho ai sọc luôn, chẳng tóc nữa, cắn ai sọc nữa. Sorry. Nãy nó tháo không có tháo được đâu mấy anh ơi. Thôi kệ, để nó ngồi nó mặn mặn đi coi nó tháo được không. Nó xé luôn miếng thịt. Đó là xé, đó đang đang nó đang xé đó. Không có phao á, nhanh xả rác đồng lâm nha. Nghiêm nghiêm rồi đó, tháp tùng đó nghe, chính tháp tùng nữa nè, hiểu ý mà. Không làm gì đâu, nhiều gì phận. Đợi, đợi nhà đây chui xong nè. Sao cá? Không mà nó chậm đó. Rồi, có ai tới? Rửa chắc. Rửa trước kìa. Có cái nước đó. Đó, đi ra đây, đi được ra đây chắc bết quá. Đây sao vậy? Sao vậy? Mấy anh sao vậy? Dạ. Uống bia rồi không? Chút nữa đi. Đó đây, nếu nó ngon một bán. Không có gì. Chút có gì không? Có dạy đây uống cái này, nó thiếu vị nữa nè. Tự nhiên nè. Nhiên nhậu. Cũng dạy ra, cũng dạy ra. Ừ, dạy nó chịu ngọt. Bây giờ này hai chậm nè. Có mè kìa, có mè kìa. Bên thằng bằng kia kìa, cái thằng kia kìa. Ok. Cái kẹo nào thang nghe nó ăn không được. Kẹo đó, nghe đó. Nghe đó, nghe đó. Ngay tay cộng thật nó là con. Rắc ơi. Cũng giống như thằng nấu vậy á. Không biết rắc nữa. Rắc nè. Thợ nấu này có lý rồi nghe. Thợ này là ngon đó. Cái tuổi này không biết sao mà nó cứ coi bột tóc làm tóc cái gì vậy? Rồi giờ tự bột tóc vậy lần vậy lần vậy lần nó có cái máu thích về tóc rồi đó. Mới bây lớn là mà chẻ tóc ra lần hai xong cái cột hai bên vậy, xong vậy nó có năng khiếu người năng khiếu gì xong cái cột tóc luôn cái bến luôn. Dạ. Nó làm điệu. Bây giờ hết khi nào con cột tóc cho nó được. Cái này ai mà ăn nhiều cái này tốt hơn. Cái này giờ nó hay làm lắm bởi vậy mới lớn mà cũng cắt tóc. Rồi là kéo lên tay tao đứng lên. Chờ được chưa? Đen dữ à. Trời ơi, đang đứng nóng nóng mà sao được chơi gì. Tốt nhiều. Tốt nhiều. Thử đi nở mà bây giờ đi lại đi con. Nó mới mua thử nè mà con nó có bằng dừa không á. Kia bằng dừa lại này lớn rồi ha. Ờ, rất nghĩ vậy. Nhưng mà nãy rồi thử rồi, ok, dừa. Thôi giờ lấy chén đồ ra đi, đi ăn cơm đi. Tò mò hả? Cái gì cũng muốn biết hết rồi á. Bây giờ làm sao đây?
nó chạy tèn lèn á. Cắn miếng, cắn miếng, cho cắn miếng. Trời ơi, chơi nguyên một cái bánh sô cô la bự tổ ba trái. Trời ơi. Con muốn nguyên cái bự. Vậy hả? À, chắc trời, trời lạnh không sao đâu. Con ăn tới chừng nào mới hết con. Nó đi ra nó còn trêu chọc thằng em nó nữa chứ. Nó muốn cho thằng em nó thấy để rồi, em vớt rồi, em vớt rồi. Chị nữa căng miếng. Căng miếng, căng miếng. Dạ. Trời ơi, vỗ nha. Bịt lại nè, bịt lại. Rồi. Cắt đi đó, được rồi đó, cắt được rồi đó. Làm chiếc mà là chiếc. Mấy cái này của ai? Cái này của ai? Cái này của ai? Ăn nhau có lý rồi đó. Mấy Việt Nam qua mà ăn được là có lý rồi đó. Sao còn là xuống cũng vui. Đói rồi, chuẩn bị về cái dọn dẹp dữ ha. Vô ăn đói bụng à. Mấy rồi, sáng giờ có cà phê à. Dạ này có chuyện dùng rồi. Gom của bà. Của bà ngoại đó. Đi của chạy đi lấy hết cho con. Bỏ mình. Lát hai mua khác con chịu. Không được, lớn quá. Lớn quá. Nó dọn sạch sẽ luôn á. Của bà ngoại. À, ở bển nó cũng vậy hả? Nó chơi xong nó dọn hả? À dạ không, hên xui rồi chị Trinh. Chút đi ăn đi con. Ăn đi con. Ê đúng lên. Ăn ăn thì nó đó bữa ăn đi. Nhưng mà chị Trinh nó đợi mình chơi món khác ha. Ờ. Thì ra điều kiện của nó thì nó mới chọn món cũ. Ờ nó đi. Không, ăn đi con. Dạ 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 dạ. Ok chị Bích. Mất rồi. Rồi thôi, mẹ đi đi. Đi thấy gì trên đi chỗ khác. Có nước ngọt không? Đây là bữa ăn đầu tiên của Trúc Quỳnh tại Mỹ. Tại Mỹ có giống ở Việt Nam không? Có giống ở Việt Nam nha. Đơn giản như đang dẫn gà đó là gà đi qua tới giờ chưa tới nhà. Chưa nhà nè. Nó dài vậy chứ không đi về đâu. Về đâu vậy? Đi đâu? Đi chơi lại nha. Yeah. Gà này nè con, gà con nè. Gà gà này là cậu ướp nó hơi lỡ tay, hơi mặn chút. Vô, con vô. Ăn được không? Dạ được. Dạ. Con bả ngoan cũng mặn lắm á. Dạ. Đấy thì ăn với miếng cơm cũng được, hay bánh mì á. Không có bánh mì á. Có mì trong. À chúc mừng. Chúc mừng gia đình chúc mừng quá. Mấy anh biết được không ăn ha. Dạ. Trời ơi, thấy không? Chơi no rồi. Đít tay, đít tay. Chị gửi nó luôn đi chị. Gửi cái bồng bồng. Bây giờ đấy cái bồng bồng. Hai đứa hai cái giống nhau, giống nhau đúng. Đó, vui đấy. Giống nhau. Vui rồi. Để vô con, để vô. Dạ, sao nó mới đồng đều chứ. Nói chung là...
Đây là lâu hết rồi biết nhưng mà nó dưới 15 tuổi rồi không? À, còn được cô ơi. Nhỏ mà. Có cái nhà kèo đâu có hả ngồi nó đậu lắm cái đảo Thổ Châu cái đảo Thổ Châu là cái giữa Trung Quốc với lại cái Mã Lai cái đảo đó cũng là cũng chiến lược mà nó ngó ra mà nó cà cái xưa lúc em còn có nhà, Thủ Châu anh nói mà bây giờ là Thủ Châu đó mà Bulu nó gọi là Bulu Băng Sơn nó tên nó Bulu là đảo ở đây không em là đi về luôn không chở để đổi ừ chắc để ăn đặng để nó cho nó về đang nó nghỉ ơi cái nó mà đặng tư có gì chú mày chở không về mai mốt rồi này nọ tới đây bây giờ mới chở xe lại xin xe bên đại mày đâu có biết chạy xe mày đâu. Nè. Đi đâu chốt anh chở về sao? Không phải bây giờ anh chở ai chở mấy nhỏ? Phượng tại nó có cassette trong đó. Ai gì được gì. Rồi rồi. Không sao gì được. Rồi rồi rồi. Rồi con đầu về nè. Không hết về nha. Thì lấy cassette qua xem mày đi. Sót thì để bữa khác tới cũng được. Lấy cassette qua để cho anh Thư với thằng Phong với ở đây. Không có nữa nè. Trời ơi, ghế nè. Ghế của. Không, mà ghế đó chưa trả tiền. Ghế đó chưa trả tiền đâu. Ồ lại nó dọn hết chứ. Ủa gì lỗ hết. Nó lúc này bây giờ xong rồi. Để bữa tới cũng được chơi. Sắp về cho nó đi. Để đây. Ok, cái đem về không con? À, muốn đem về.